Xin chào các bạn, nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Aeros đến từ The Sencon Aeros. Tham gia dự án thì mọi người có cơ hội nhận được token DKM nhé. Và dự án sẽ có 1.000 người may mắn sẽ nhận được token này. Ok, đầu tiên mọi người sẽ join vào kênh Telegram của đầu tiên cho mình. Ở đây mọi người sẽ đăng ký tên của mọi người, nhập địa chỉ email này và nhập địa chỉ ví Solana cho mình nhé. Thì để chỉ ví Solana thì mọi người sẽ vào ví Solet.io cho mình nhé. Ở đây nếu như anh em chưa đăng ký tài khoản Solet.io thì mình sẽ để link đăng ký tài khoản ví Solet.io dưới phần mô tả để mọi người có thể đăng ký cho mình. Sau khi mọi người được có địa chỉ ví Solet thì mọi người sẽ đăng nhập vào cho mình. Sau đó mọi người copy địa chỉ ví Solet cho mình nhé. Ở đây mọi người sẽ vào đây, mọi người sao chép địa chỉ ví này, Ticketer này, cũng sao chép. Ok, sau đó quay trở lại Aeros. Sau đây mọi người quay trở lại Aeros này. Sau đây mọi người sẽ gửi địa chỉ ví vào đây. Ok, tiếp theo tích vào bên này, tích vào vuông, sau đây vào bật xe vào. Ok, bây giờ join vào kênh Telegram, bấm tham gia kênh cho mình, sau đó chat cho mình từ đây. Ok, quay trở lại Aeros tiếp tục. Ở đây mọi người sẽ nhập username tài khoản Telegram của mọi người vào đây cho mình. Rồi, sau đây bấm continue. Ở đây tích vào tôi không phải là người máy. Ok. Rồi, ra vào kênh Telegram tiếp tục. Bấm tham gia kênh. Sau đó quay trở lại Aeros tiếp tục. Tiếp tục nhập username kênh Telegram của mọi người vào đây. Bấm continue. Ok, follow kênh Twitter. Ok, đã mình đã follow rồi. Tiếp là retweet là bài đăng. Bấm ok này, sau đấy mọi người retweet là bài đăng này cho mình. Ở đây mọi người sẽ bấm tweet lại cho mình nhé. Sau đấy thả tim bài đăng. Ok, quay trở lại Aeros. Mọi người tích vào con tin. Tiếp theo join vào cái Discord cho mình. Ở đây bấm chấp nhận lời mời. Rồi sau đấy mọi người sẽ bấm vào đây. Bấm một mũi tên. Sau đó cả xuống dưới tích vào vuông. Sau đó bấm hoàn thành. Ok, tiếp tục verify, bấm vào đây. Bấm vào đây. Ok, đã xong. Quay trở lại Aeros. Tích vào con tin rồi. Rồi, like kênh Facebook này, hai kênh cho mình nhé. Ở đây bấm like cho mình. Rồi sau đó quay trở lại Aeros. Nhập username kênh Facebook của mọi người. Ok, sau đây tích vào con tin. Ok, tiếp tục giao vào kênh group Telegram. Bấm tham gia nhóm, đồng nghĩa quay trở lại Aeros. Tiếp tục nhập username kênh Facebook của mọi người vào đây cho mình. Ok, bấm continue. Rồi, visit kênh Facebook, kênh YouTube cho mình. Ở đây mọi người chỉ cần xem thôi nhé. Rồi, sau đó quay trở lại luôn. Tích vào continue. Follow kênh Discord cho mình. Ở đây mọi người bấm follow kênh Discord, kênh Reddit nhé. Sorry mọi người. Follow kênh Reddit cho mình. Bấm follow. Sau đó quay trở lại Aeros. Nhập username thì mọi người sẽ vào kênh Facebook của mọi người nhé, kênh Reddit của mọi người. Sau đó mọi người sẽ nhập username kênh Reddit của mọi người cho mình. Đây nhập username này, mọi người sẽ copy lại kênh username kênh Reddit của mọi người nhé. Ở đây bấm vào ba gạch ở đây. Sau đây bấm avatar. Sau đây copy cái username của mọi người đây. Ok,
Ok, sau đó quay trở lại iRoad, mọi người sẽ gửi vào đây. Ok, sau đó bấm con tim. Rồi sau đó con tim xong thì một bây giờ tiếp tục mọi người visit kênh Patrick này, mọi người visit nhé. Ở đây mọi người quay trở lại luôn, bấm vào đâu sau đó quay trở lại luôn cho mình nhé. Đâu ta? Đây. Ok. Đấy, sau đó quay trở lại luôn. Ok, sau khi visit xong thì mọi người sẽ quay trở lại và mọi người sẽ có một link red để mọi người chia sẻ bạn bè người thân để tham gia dự án iDot này nhé. Mọi người sao chép lại cái link này, sau đấy mọi người đi gửi link này để mọi người chia sẻ bạn bè người thân tham gia dự án iDot này. Dự án còn đúng 2 ngày là kết thúc sự kiện iDot nên anh em nào chưa làm dự án này thì mọi người có thể tham gia dự án ngay cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video, tạm biệt mọi người, hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.